Câu chuyện hôm nay chúng tôi kể bắt đầu từ những bức thư tay thế này. Cây có đồng ý lấy anh không? Cách đây hơn 60 năm, chàng trai Phùng Văn Khẩu khi ấy được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đã gặp cô gái Hà Thị Cay trong một lần tham dự hội nghị liên hoan sinh viên thế giới tại Ba Lan. Những mối duyên không ngờ khiến hai người nên duyên vợ chồng. Bây giờ ngoài 80 tuổi, hai ông bà vẫn không quên những lời tỏ tình ấy. Hôm nay sao anh vào triển lãm sớm thế? Là vì anh là nhớ em, anh muốn hỏi em có đồng ý lấy anh không? Thế thì đồng ý thôi. Đồng ý thật thế là đồng ý thôi. Đồng ý thật, không phải là đồng ý thôi. Ở thế thì... Tôi là người dân tộc nữa thì là trông thấy phụ nữ thì khiếp lắm. Đẹp trai lắm, cho nên con gái văn công đi theo nhiều lắm. Thế tôi mới bảo là thế thì mày đã hứa là mày đưa cho tao đi thì trong đó hẹn đấy là mày lấy thôi, tao cũng nhất trí. Thế cuối cùng nó bảo hoãn tù tì, thế là 1, 2, 3 thì tôi thua nó thì tôi đi. Đi khi đó thì xe đạp tôi chưa biết đi thì cũng xí hiển lắm, dắt cái xe đạp từ trăm từ vào chửi giám. Một lời hỏi thẳng, chàng trai Khẩu ngày ấy đã lấy được cô Cay làm vợ. Cuộc chiến ngày càng khốc liệt, ông Khẩu lên đường làm nhiệm vụ, bà Cay một mình nuôi các con nhỏ. Ngày bà nghe tin ông hy sinh là chuỗi ngày khủng khiếp nhất. Bà đang làm công tác, có quyền đứa nó gọi, chị Cay, anh Khẩu không về đâu, mày đừng có lừa tao. Chị cứ ra mà xem. Đúng, ôi dồi, về như trong mơ ấy. Sau đấy là cứ ôm nhau khóc. Tôi lấy ông đi khổ quá, đẻ 4 đứa con, 4 tỉnh, chả có ai cả, tự mình kêu mang. Như bây giờ ông bảo, bây giờ ông bù. Ví dụ như bà cứ tắm gội xong quần áo bà để ông giặt cho hết. Hơn 60 năm chung sống, họ đã nghĩ về nhau như thế nào? Vừa là gọi là đảm đang chịu khó lắm. Xe duyên cho số được ông chồng tuyệt vời luôn. Vừa được người vừa được nết nhá. À, cùng hoàn cảnh với nhau, hai nữa là chung thủy với nhau, là trong trắng. Người em lên Cao Bằng quê anh, lên đèo Khẩu Liêu qua, tin nhau không nói nhiều lời. Những dòng Cao Bằng vội, đâu những lời nàng vội. Và đời ấy, bình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau.